Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review con game Thức Tỉnh Haki cho mọi người. Con game này vừa mới ra mắt luôn, anh em có thể vào để trải nghiệm luôn. Link ở dưới phần mô tả video cho mọi người. Đó, vừa mới ra mắt luôn, để mình chọn máy chủ S1 đi. Đó, vào luôn này, vào luôn này. Đó, chúng ta sẽ có các class kiếm sĩ, xạ thủ và hoa tiêu. Ôi không, vậy thì mình sẽ lấy kiếm sĩ đi. Mình thấy trong này Jojo là ngon nhất rồi, đẹp trai nhất rồi. Ô, có cả nam và nữ này. Ồ, Robin. Thôi không, mình bắt buộc phải lấy Jojo. Đấy, tôi sẽ lấy Jojo. Tham gia ngay nhận tiền. Ủa, con thức tỉnh Haki này nhìn nhìn giống mấy con game ngày trước của bên Soha, của bên Fantas thế nhỉ? Kiểu kiểu vậy đúng không? Ủa, có nhiều cái tính năng. Ủa, vào game nhận VIP 10 này. Vào game có ngay VIP 10. Thế là ngon nghè rồi. Nên để mình khám phá xem cái VIP 10 nó có những cái giá trị gì nào. À, đây là quà đặc quyền của các VIP. Mình sẽ nhận được từ VIP 1 cho đến VIP 10. Đúng như cái yêu cầu. Để xem nào. Đây là cái gì? Thần báu vật 1 Blue Sky. Chưa biết nó là cái gì, chúng ta sẽ tìm hiểu sau đi. Ở đây có một số những cái đạo cụ mà. Đây là đạo cụ là cái gì đây? Sử dụng xem nào. Ôi má ơi, nhiều thế. Đây là cái gì? Thẻ Usopp. Thẻ Usopp có tác dụng gì ta? Cái đấy thì chúng ta chưa biết. Đấy, tính sau. Đa phần là làm những cái nhiệm vụ ở đây, xong rồi nâng cấp đội hình thôi. Có cách nào để kiếm tướng không nhỉ? Mình muốn một số vị tướng khác trẻ đẹp hơn một chút. Để mình xem một số những cái ở đây xem nào. Đây là nhiệm vụ à? À, nhiệm vụ ở PK khiêu chiến. Cũng là đánh theo lượt, cũng là dòng game đánh theo lượt. Nhân vật có vẻ đẹp nhỉ. Bảng xếp hạng nè, lực chiến. Ui, ghê thế nhỉ, không thấy mình đâu. Mình mới vào chưa có mình là đúng rồi. Ô, nhưng mà có vẻ thấy hơi căng. Ui, đội hình của mình đâu ra mấy con này. Ui, cái gì này, Shizuanui à? Sao lại có Shizuha nổi đây nhỉ? Địch mệnh. Thánh đi lạc xong rồi địch mệnh, sao lại có một con nào đó đi lạc ở đây? Đâu đây? À, để lắp vào đây các bạn ạ. À, để lắp vào đây. Ui, đây có cả ảo hóa cho Jojo luôn á. À không, nó chỉ là cái bong bóng thôi. Chỉ là cái bong bóng cái vị trí đứng này. Tôi cứ tưởng hết hồn là mình cứ tưởng Jojo có thời trang, tôi không biết thời trang sẽ như thế nào. Đang thắc mắc. Nào, khiêu chiến nào. Ủa, liver là 110 luôn ạ. Tiền rất là nhiều luôn, thoải mái cho anh em dùng. Nói chung là cái lợi tức sẽ rất là nhiều cho mọi người dùng. Thoải mái luôn. Quà tăng cấp. Cấp mình 110 nhận hết luôn. Mục tiêu lực chiến ý. Tiêu là cái lực chiến các bạn đạt được. Hay là cái gì? Mới nhập cốt đâu nhỉ? Tôi có full một bộ cốt luôn cho anh em ấy. Ui, đây là kiểu quà đăng nhập qua các ngày ấy. Hợp lý nhỉ? Quá đăng nhập. À rồi. Cái này là cái gì? À, cái này là nạp tiền. Ơ, cái này là nạp 0k là được rồi. Mình nghĩ trên trang chủ sẽ có rất nhiều cái event nạp cho anh em ấy. Bến cảng này, trong bến cảng này nó sẽ có một cái gọi là phúc lợi. Sảnh phúc lợi. Đấy, anh em thấy không? Tôi biết ngay có cái phúc lợi này mà. Sao cái này mình chưa nhận được? Chưa nạp mà chưa nhận được. Ok. Thế thì lúc sau, lúc khác chúng ta sẽ nạp sau. Đã nhận những cái gì mà chúng ta có thể nhận được thôi. Này là cái gì? Khám phá, đây là có thẻ tháng này, thẻ vĩnh viễn này, sảnh này và gift code. Đây rồi. Cái quan trọng nhất ngày hôm nay nó là gift code các bạn. Mình sẽ nhập thử cho anh em cái bộ gift code của tựa game này nhá. Ok chưa? Ghi thẻ không tồn tại à? Ôi trời, chết. Khả năng cao là tôi nhập vào lúc game nó đang có vấn đề. Đấy, nên cái này mình sẽ báo lại cho bên nhà phát hành fit lại ngay để anh em có thể nhập code để có thể chơi ngay cho nó đỡ lãng phí. May mà tôi test trước cho mọi người nhá. May mà tôi test trước cho mọi người để anh em còn biết. Đó. May mà còn biết nó bị lỗi để báo lại cho bên bộ phận kỹ thuật. Và ta fit lại sớm. Cái này có một số những cái gói quà giá trị bỏ tiền ra mua được ấy.
Mua được thì toàn mua thôi. Tiền nhiều mà, yên tâm, tiền rất là nhiều luôn. Riêng về tặng cái lợi, những cái lợi tức thì tiền nhiều vô kể. Các ta phần ta chỉ cần phải cài cái nhiệm vụ khiêu chiến này là chủ yếu. Cài nhiệm vụ khiêu chiến này là chủ yếu. Ok. Mình sẽ báo lại cho bên bộ phận phát triển game về cái vấn đề code nhá. Đây là code mình cứ để dưới phần mô tả video ấy. Anh em cứ nhập nhá. Nếu như nhập không được thì đợi thêm một thời gian nữa để bên đấy có thể có thời gian để khắc phục. Đấy. Còn về vấn đề nạp nủm các kiểu hay là tham gia các cái hoạt động. Các cái hoạt động thì mọi người tham gia ở dưới phần mô tả video mình có để group. Mình có để group và fanpage của game hoặc là nhóm Zalo. Đấy, kể cả thông tin liên hệ của admin nữa thì anh em có thể liên hệ để nạp tiền. Đấy, để nạp tiền. Liên hệ đấy để có thể nạp tiền vào game để nhận được những cái quà phúc lợi trong game với những cái giá trị nạp nó ít nhiều nhiều lần ví dụ chẳng vậy, hoặc là anh em có thể tham gia fanpage và group để tham gia những cái sự kiện hoạt động ở trong game thì đa phần sẽ là những cái mà cho các bạn rất là nhiều code, rất là nhiều code code game để các bạn có thể trải nghiệm game thoải mái nhất luôn. Đấy. Mình thì bây giờ mình cái sơ sơ có cho anh em xem thôi. Ủa, bạc mình nhiều như thế này thì mình đập bao giờ cho nó hết? Cái nào đập một phát đập hết từ luôn, bạc mình đang có không nhỉ? Nhưng mà nhìn tiền nó lên cả hàng tỷ như thế này, đập gãy tay mất. Ô hết rồi. Cái này sao lại nhanh thế nhỉ? Cái này luyện ít nhất cũng phải lên ở tầm đại 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 sư 5. Đấy, ít nhất cũng phải lên ở tầm đại sư 5. Còn cái đập cộng kia thì thoải mái. Bạc nhiều tôi bấm gãy cả liền luôn, chuột có khi vẫn chưa hết. Này nhiều quá, cái này đập thoải mái luôn ấy. Chắc là tôi phải cài auto click cho nó tự bấm ấy, xong rồi làm gì làm mất. Xong rồi đi ăn cơm, đi ngủ, đi nghỉ kiểu tỉnh dậy cho nó đập xong rồi, kiểu vậy. Này dễ đập nhiều tài nguyên quá không biết tiêu vào đâu. À, này làm sao mà kiếm được thêm tướng nhỉ? Đây là thăng cấp mà. Đây, ta có một thẻ Usopp. Đấy, khi mà ta có thẻ Usopp rồi thì chúng ta sẽ là triệu hồi được nó, hợp lý. Có thẻ Chopper, Tony Chopper. Nên để cho xem dưới có những thẻ gì nào. Thẻ siêu này, thẻ của Lucy này, thẻ của Luffy này, SSSR này. Đây là Crocodile. Đi mẹ tao đọc có đúng không nhỉ? Crocodile, Crocodile. Chung là con cá sấu ở đại loại thế. Gecko Moria. Cái thằng này thì tôi không biết. Thằng này thì tôi không biết. Ivanko. Hay quá Rimmer. Ui bậc UR luôn này. Ui, Apo cũng bậc UR luôn. Bọn siêu tân tinh này UR hết đấy nhở. Killer này. Aki này. Ơ kìa. Bọn này UR hết luôn. Enel. Ui. Tại căn bản là tôi cũng không 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 phải là một fan của One Piece vậy, không phải là fan của anime, nhưng mà con SNL này sao hình lạ này. Em nhìn mẹ người nó nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn lắm mà. Yuzo, Ace, Sabo, Mihawk. Wow, nhiều phết chứ, nhiều đấy. À, Yuzo thức tỉnh luôn này. Bentham, Marco thức tỉnh. Ủa, Ace thức tỉnh. Brook thức tỉnh. Luffy thức tỉnh. Nhiều thức tỉnh thế. Vinh Trần nó có quay quay đi quẩn lại mấy con tướng thôi à, không có những hệ tướng mới à? Ở đây rồi, Mankey D. Dragon này, dấu đen này, ui Nightmare Luffy, vua hải tặc Luffy, ui ui đẹp thế nhở. Thì vậy bên nhà phát hành có thể cho tôi con này được không? Tôi review cái nhìn con này đẹp thế. Uầy, bấm phát vào nhận chỉ có thể nhận quà thôi các bạn. Quà nhiều. Anh em nhớ là vừa mới ra mắt luôn nhá, nên vào chơi ngay đi. Link ở dưới phần mô tả video ấy. Hệ điều hành nào cũng chơi được, có thế mà chiến thôi. Rèn, không không không, mình sẽ phải à không không không. Mình sẽ phải trang bị nhanh. Mình sẽ phải trang bị nhanh xong rồi mình nâng cấp sau. Vật nuôi á. Vật nuôi là cái gì? Nuôi là con chim này hả? Chấm ảo hóa nào. Ảo hóa. À đúng rồi, là con chim ấy. Nâng cấp đến mấy con này. Ôi nhìn buồn cười đấy. Ôi con pet kia là của
của Boa mà. Boa Hancock. Ui, thăng cấp này. Mình mà có mấy con tướng xịn kia mình cũng thăng cấp nó lên thượng thừa luôn ấy. Căn bản là mới vào game chưa có. Thế mới đen chứ. Thăng cấp Usopp. Nhiều nhỉ. Tự động này thì lâu phết chứ đùa đâu. Mấy trăm liền tiêu giờ cho nó hết. Đây là các kỹ năng của các cái hải tặc đồng hành cùng mình ấy. Hải tặc đi đồng hành cùng mình. Usopp này nó sẽ là thiện xạ rồi. Đấy. Nâng cấp sắp hết rồi, sắp hết rồi. Đồng đội, ở đây có cả đồng đội ạ. Đồng đội sẽ là ai? Trên này nó là hải tặc sẽ đồng hành mình, còn có cả đồng đội nhé. Đừng bảo tôi đồng đội là định mệnh. Mission nuôi nhá, Mai Xia nuôi nhá. Để tôi xem nào. Ô đây, lau. Có lau luôn, nhân vật nữ là ai? Nữ. Mẹ, gây đùa tôi. Mỹ nữ. Có những ai nào? Bà này là ai? Bà này tôi không biết. Avida đây á. Avida thời trẻ à? Bây giờ bà ấy cục mịch lắm mà. VV à, chúng ta cần phải có thẻ VV đấy. Nhiều lắm các bạn. Đấy, JPK này. Nami. Robin. Boa Hancock. Verona. Uầy. Lên những bậc xịn sò đấy. Chúng ta phải kiếm được cái thẻ của cái này cơ. Đây mình có mới có một thẻ à. Mới có một cái thẻ duy nhất à. Cho cái thẻ cùi thế nhỉ. Cay ghê. Nào. Đồng đội rèn nhân vật tính ra chỉ có như vậy thôi à. Mình muốn kiếm một vài con tướng xịn sò khác nghe có vẻ khó khăn nhỉ. Đây đây tôi có đá của ai đây. Một cái đá này tôi có rồi. Đây tôi có rồi. Đây tôi có 20 thẻ của VV này. Ui thế thì không đủ. Khó nhỉ. Làm sao để kiếm được nhỉ. Mệnh. Kiếm được mẹ. Đây thẻ VV chắc là nhận được trong này. Rồi, cái này nạp ấy. Sự kiện nạp ấy. Căng ghê ấy. Căng thực sự luôn ấy. Rồi ok. Anh em có thời gian thì vào trải nghiệm luôn đi. Nếu như anh em thích thì vào trải nghiệm luôn nhá. Ở video ngày hôm nay thì mình review qua anh em tựa game này thôi. Còn dành cho những anh em nào đam mê với dòng game như này. Đấy thì vào trải nghiệm luôn. Ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.